Trẻ con đẳng cấp có chất lượng. Xin kính chào tất cả quý khách. Chào mừng tất cả các bạn đến với video tiếp theo của chúng tôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video tiếp theo của mình nha. Hôm nay mình xin giới thiệu cho cả nhà thêm về một vật liệu lót sàn nổi tiếng, chính là vật liệu lót sàn giả xi măng. Vật liệu lót sàn giả xi măng được cấu tạo từ nhựa và bột đá, có độ dày là 0.3mm, cho chúng ta một chất lượng màu rất là sang trọng. Sàn gỗ và sàn nhựa công nghệ thông thường thì sàn nhựa giả xi măng có chức năng là chống nước và chống ẩm rất là cao. Đặc biệt hơn là lớp kéo dán ở phía sau cũng có chức năng là chống nước rất là hiệu quả. Điều này làm cho bề mặt sàn không bị thấm này rất phù hợp với thời tiết gió mùa ở Việt Nam. Đặc tính này cho chúng ta thấy là chúng ta có thể rất là dễ dàng vệ sinh và lau chùi trên bề mặt sàn như là sàn xi măng và sàn gỗ thông thường. Đặc biệt hơn là lớp sàn nhựa này chúng ta có thể nó chống thấm này và trôi rất nhanh và rất là dễ dàng lau khô, rất là tiện lợi trong việc vệ sinh và lau chùi. Nói có sắc mắt có chớp và sau đây mình sẽ test cái độ mà chống nước chơi cho bề mặt sàn cho cả nhà xem nhé. Cả nhà thấy gì rõ nha. Đầu tiên mình sẽ test vài giọt cho cả nhà xem trước nha. Mình sẽ test vài giọt thôi, đây mình sẽ test vài giọt cho cả nhà xem trước này. Cả nhà thấy không? Đây. Vậy cả nhà có thể nhìn rõ đây là nó có cái độ mà chống thấm rất là cao. Đây cả nhà thấy không? Nó không thấm vào, nó không thấm nha. Mình sẽ test vài giọt, thứ nhất mình sẽ test vài giọt cho cả nhà coi thử. Và đây mình sẽ lấy một cái khăn khô như thế này. Cả nhà thấy rõ không ạ? Đây. Nó không, nó rất là dễ dàng lau trên bề mặt sàn luôn. Chúng ta có thể đổ nước thì chúng ta có thể lấy một cái khăn khô chúng ta lau ngang là nó đã sạch rồi. Và đặc biệt là nó không thấm nước nha. Và mình sẽ quyết định là chơi lớn, mình sẽ đổ một cái lượng nước rất là lớn xuống luôn. Lúc nãy là mình chỉ nhỏ vài giọt cho cả nhà thôi, nhưng bây giờ mình sẽ test cái độ chống thấm lần hai cho cả nhà xem, mình sẽ test cái lượng nước lớn hơn. Đây, đặc biệt cả nhà có thấy nhìn rõ không? Nó không thấm. Nó không thấm nha cả nhà. Đây. Nhìn cái này thì chúng ta có thể tưởng tượng như là cái lá sen. Cả nhà có để ý không? Cái lá sen khi mà nước nó bám lên trên mà nó không thấm nước mà nó sẽ động lại như thế này. Và đây mình sẽ lấy một lau lại nhé. Này mình lau lại. Đây. Cái khăn này lúc nãy là mình đã thấm nước rồi, cho bây giờ mình đã lấy một cái khăn khô khác để lau nhé. Đây. Đây. Cái nhà có thấy rõ không? Đây. Nó không thấm nước và đặc biệt là chúng ta rất là dễ dàng lau chùi trên bề mặt của sàn, cái sàn luôn, và đặc biệt là nó khô rất nhanh. Đây, nó khô rất nhanh đây. Cái nhà thấy rõ không ạ? Chúng ta coi thấy là qua những hai cái test, là một cái test thứ nhất là nhỏ vài giọt và một cái test thứ hai là nhỏ số lượng nước rất là lớn lên trên bề mặt sàn thì chúng ta có thể dễ dàng lau chùi như vậy, thì các bạn biết là chất lượng của sản phẩm như thế nào đúng không? Khi mà chúng ta test một lượng nước như vậy mà nó không thấm, mà nó kiểu như là nó không thấm xuống dưới và nó rất là dễ dàng lau chùi, là biết là cái mặt hàng và cái chất lượng sản phẩm rất là tốt. Cả nhà có thể yên tâm lựa chọn sản phẩm Minh Quỳnh nhé. Đặc biệt là Minh Quỳnh là bán hàng là chất lượng, hay không bán những cái hàng mà có nói như thế nào ta, phải nói là hàng ok ạ. Đấy, bên mình bán hàng thì đảm bảo cho các cho cả nhà ha, đảm bảo cho cả nhà về thứ nhất là về chất lượng này, thứ hai là về giá cả, nên cả nhà cứ yên tâm và sử dụng, tin tưởng và sử dụng mặt hàng bên mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Sàn nhựa giả xi măng có bao điểm vượt trội, thứ nhất là chúng có độ đàn hồi tốt, hạn chế chấn thương mà chúng ta va chạm với mặt sàn. Và sau đây mình sẽ test cái độ đàn hồi cho các bạn xem nhé. Đây. Trên tay Quỳnh là một tấm sàn nhựa giả xi măng và sau đây Quỳnh sẽ uốn cong nó lại cho cả nhà xem nhé. Đây, mình sẽ uốn cong nó lại như thế này. Mình sẽ bung ra như thế này. Cả nhà có thể thấy là chúng không có một đường vân cắt ngang như thế này và không có bị nhấc gấp. Chúng sẽ trở lại cái vị trí ban đầu. Cả nhà thấy rõ không? Quỳnh uốn cong lại như thế này, bung ra như thế này. Không bị gì cả nha cả nhà. Thứ hai đó chính là đa dạng về màu sắc, được cái tính đời hiện đề co săn lùn. Hiện tại là cửa hàng của mình có 4 màu. Thứ nhất đó chính là màu tổng thạch trắng này. Thứ hai đó chính là màu giả đá. Đặc biệt hơn là màu giả xi măng này đây. Và một cái dòng sản phẩm thật sự luôn là rất là bán chạy bên cửa hàng của mình hiện nay, đó chính là màu cái này gọi nó là, bây giờ chúng ta sẽ gọi tạm nó là màu xám trắng nha. Đây là một trong những sản phẩm bán chạy nhất hiện nay trên cái hàng của mình. Đây mình sẽ lấy cho cả nhà xem. Cả nhà có thấy đây, từng đường vân của nó, từng cái màu sắc của nó rất là đẹp và tinh tế luôn. Đây cái mình sẽ
cho nó thì em lại rất là tinh tế luôn, và đặc biệt là rất là sang trọng và thanh lịch luôn các anh nhé. Này cái nhà thay đổi chưa ạ? Mình đi cái nhà xem nhé. Và đặc biệt hơn là cái ưu điểm thứ ba, đó chính là lót sàn rất là êm. Đó, đặc biệt nếu mà rất là quan trọng cái việc lót sàn êm này và giảm tiếng ồn khi mà chúng ta chạy nhảy. Đó là bao điểm vượt trội của dòng sản phẩm sàn của nhà xi măng. Ngoài bao điểm vượt trội phía trên thì tôi đây mình sẽ có thêm một lý do thuyết phục các bạn hơn nữa, đó chính là nó tiết kiệm được thời gian khi mà chúng ta thi công, đó chính là nó có sẵn một lớp keo ở phía sau, và tôi đây mình sẽ test cái độ bám dính của cái lớp keo đó cho các nhà xem nhé. Đây, bây giờ sẽ bóc cái lớp vỏ mà bên ngoài ra, mình sẽ bóc ra, và đây mình sẽ test cái độ bám dính cho các nhà xem nhé. Đặc biệt là đây cái nhà thấy rõ không ạ? Nó rất là dính luôn nhé cả nhà. Chúng ta rất là tiết kiệm được, thứ nhất là tiết kiệm được chi phí này, tại vì khi mà chúng ta mua những cái vật liệu mà không có keo thì chúng ta phải bỏ thêm một ít tiền nữa ra để chúng ta mua keo và chúng ta dán, nhưng mà đây là bao gồm hết luôn, đây bao gồm keo đây, và chi phí rất là giá cả, rất là phải chăng. Các bạn ơi, các bạn theo dõi đến video tới giờ phút này, chúng ta muốn mua hàng thì chúng ta có thể bấm vào cái link mà mình đã ghi bên phía dưới, và chúng ta có thể vào đo trong đó để tham khảo những cái mặt hàng như là sắp dán tường, giấy dán tường hoặc là những vật liệu lót sàn, và mình đã giới thiệu cho mình những video trước nhé. Đặc biệt hơn, kích thước của cục tấm như thế này là ngang là 45cm, ngang là 45cm, dài cũng là 45cm và sẵn keo mút dán. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xem hết video của mình nha. Chúc cho tất cả các bạn có thể lựa chọn được một vật liệu phù hợp để coi cho tấm của mình nhé. Các bạn ơi, đừng quên like, share và subscribe để nhận được những video thông báo cho những video tiếp theo nhé. Vĩnh Lộc Decor, cảm giác với chất lượng. Xin chào tất cả các bạn.